Em không ngờ có sự trùng hợp đến như vậy ạ. Hình như có một chút gì đó nhân duyên ở đây rồi đúng không? Nhiều khi con tưởng tượng biết bạn nói xấu cái nào ta. Gặp mà hơi ra trời ơi, xấu hơn mong muốn. Chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn gái bên cạnh sắp ra. À, sắp ra. Bạn tên là gì? Em là Châu Thanh Hiếu ạ. Châu Thanh Trì. Châu Thanh Hiếu. Làm nghề gì? Em giáo viên ạ. Giáo viên. Trước khi em làm giáo viên ở trường thì em là nghề thủy thủ tàu Vĩnh Dương. Ừ, thủy thủ. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Rồi, chào bạn. Rực rỡ quá, bạn giới thiệu về mình đi. À, em tên Mai. Xin chào bạn nam bên kia, bạn Nguyễn Linh cùng các bạn ạ. À, em làm ở lĩnh vực ngân hàng ạ. À, bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình một chút xíu. Sở trường của em thì em nhiệt tình, hòa đồng, chân thành và dễ làm quen với mọi người. Dễ gần nhưng mà mình khó mở lòng với người khác. Bạn cần điều gì để bạn mở lòng? Cần người đó phải có sự chân thành và kiên trì. Chân thành, kiên trì. Dạ. Bên đây giáo viên chắc có. Dạ, có sự chân thành và sự kiên trì. Còn yêu cầu gì nữa nói luôn đi bạn. Thì cao 1m6 đổ lên. Khỏe. Rồi, không hô và không bụng bia. Không hô và không bụng bia, cái này hơi căng à. Để đó, chút qua kiểm tra. Rồi về tính tình. Tính tình thì cầu thị, cầu tiến và điềm đạm. Biết cách khơi gợi trong quá trình mình nói chuyện với người khác. Được không thầy giáo? Dạ, cũng tạm tạm được cái này. Tạm tạm hả? Dạ. Thôi mình có yêu cầu gì bạn gái không? Dạ, về yêu cầu gì với bạn gái thì bạn nữ thì thông minh, nói vừa và đủ hiểu thôi. Chứ nói mà nói nhiều quá thì em cũng sợ. Bạn nói ít thì phải nhờ người bạn nói nhiều chứ. Dạ, em nói vừa thôi anh. Quan điểm của em thì cuộc sống thì cần phải có sự hy sinh. Về ngoại hình thì sao bạn? Dạ, ngoại hình thì đừng lùn quá mà đừng mập quá, đừng mỡ quá thôi. Nó mụn mỉm, phụ nữ mụn mỉm dễ thương. Dạ, có da có thịt thôi được anh ạ. Rồi. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa. 29 mà chưa? Dạ chưa. À, trong trắng trinh nguyên luôn nha. Gia đình có hối thúc gì không? Thực ra thì cũng không. Thà chậm nhưng mà nó chọn đúng người còn hơn vội mà chọn sai. Mình có năng khiếu gì không? Ca thì cũng tạm được. Cái bài Em Về Tinh Khôi của Hoàng Kiều. Bờ vai anh đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi bụi chiều thơm ngát. Làn môi anh đừng quá rung rung, lỡ tia nắng hồng tàn mật. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu chân thành mê say. Xin cho ta một khắp reo ca vui cùng em. Em Về Tinh Khôi. Bạn hát rất đúng là tinh khôi. À, bạn là thầy giáo đúng không? Dạ. Rồi có hay bị sinh viên nữ tấn công mình không? Dạ, cái này thì hay bị nhiều ạ. Nhưng mà em không có quan lăng nhăng với đặc biệt là với sinh viên. Ừ, dạ. Tại sao nhiều sinh viên dễ thương lắm mà? Dạ, dễ thương thì dễ thương nhưng mà cái tính của mình, quan điểm của mình sống nó khác đúng khác, không? Dạ. À, mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Có thể là không mà có thể là có. Bởi vì có những người mà em thích ấy, thì lại cuối cùng không được. Nhưng mà những người nào không thích thì họ lại thích mình. Nghĩa là chưa gặp đối tượng nào hết? Chưa gặp đối tượng ưng ý. Giống như bên kia, bạn dạy môn gì? Dạ, em bên chuyên ngành bên hàng hải luôn ạ. Máy móc động cơ cho ngành tàu biển. Tức là lắp ráp hay sửa chữa? Dạ, vận hành khai thác và bảo trì các trang thiết bị về tàu biển. Nhưng mà nhà cửa có ổn định chưa? Nhà thì cũng định mua, đang định mua. Định mua ha? Dạ. Đang mua liền đang, luôn? Đang tìm. Đang tìm đúng không? Dạ. Tức là có chút chút rồi chuẩn bị mua hả? Thì cái đây làm lâu năm rồi mà. À, thêm người kia hùng nữa đủ luôn đúng không? Dạ không, nhất một mình cũng đủ luôn. À, vậy tốt rồi. Tốt. À, mình có đi rồi. Hôm nay mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có hai người bạn thân ở phía dưới. Rồi, chào hai bạn. Hai bạn thấy bạn nam bên kia có phù hợp với bên này không? Dạ, chiều cao thì em thấy đạt yêu cầu. Rồi. Cao hơn 1m6. Còn về tính tình thấy cũng có điềm đạm. Thì thôi mình cũng được đó Mai. Bạn cái bên thấy được không? Em thấy ngoại hình thì cũng hợp với Mai. Nhưng mà tính tình thì Mai nó sôi nổi hơn. Bạn này thì trầm quá. Vậy được chứ đúng không? Trầm và chững chạc lắm mà thầy giáo à. Cảm ơn em. Trước khi tôi qua xem mặt bên kia, bạn không thích điều gì ở bạn gái? Nói luôn cho bạn nghe kia nghe luôn. Dạ không thích bạn gái tóc tay thì xanh đỏ tím vàng. Nhưng mà xanh đỏ tím vàng nhiều khi ta làm thời trang cho nó đẹp làm sao?
Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quỳ Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. À, hỏi bạn bên đây nha. Chào bạn. Bên kia không thích màu rực rỡ, màu đỏ hay màu cam vậy? Dạ màu cam đỏ. Cam đỏ. Cam đỏ luôn. Nãy giờ nghe cảm giác bạn bên kia thì sao? Cũng điềm đạm, thầy giáo thì phải điềm đạm ra. Đúng rồi. Dạ. Có rủ bạn về Cà Mau không? Dạ có gì sẽ mời anh và chị Cát Tường về cùng. Được rồi. Cái hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình là như thế nào? Có đặt ra tiêu chuẩn giống ai hay gì không? Thật ra thì em cũng không có thần tượng ai. Cao không, và không hô và không bụng bia là được. Rồi. Cao không hô, không bụng bia. Em chào chị, Tường đẹp gái. Cao mét nhiêu? Dạ hơn mấy sáu. Không hô, không bụng bia. Có vẻ hơi ốm nhỉ? Dạ em giảm được mấy ký rồi chị. Giảm chi vậy? Dạ giảm cho đi đứng nó gọn gàng, nó nhanh nhặn tí, to không. Quá nó chậm chạp. Đàn ông thanh niên phải mập mạp bự bự một chút. Bạn có hình mẫu lý tưởng bạn gái mình là người như thế nào không? Dạ em thì không có hình mẫu lý tưởng nào cả, nhưng mà mỗi người mỗi quan điểm riêng, mỗi cái đặc trưng riêng, mỗi cái hay riêng. Bên đây được hết, chỉ có cái cam đỏ thôi. Ổn không? Dạ cũng được. Phải quá ông ơi. Khỏe re. Thôi kéo màn lên, gặp nhau luôn. Quan trọng là mình tiến tới được hôn nhân. Dạ. Ta có khả năng mua nhà, kinh tế ổn định. Dạ. Dạ. Chào bạn. Chào. Màu rực rỡ không? Bạn đầu tiên cảm nhận về mình như thế nào? Anh điềm đạm và cũng thân thiện. Nhưng mà trước khi là chắc có món quà nhỏ tặng anh đặc biệt làm quen. Xin gửi anh một món quà. Mời cháu anh bạn. Dạ. Bạn cho mình hỏi là quan điểm sống của bạn về gia đình bố mẹ như thế nào? Theo Mai nghĩ là cần có sự tức là chúng ta phải bớt cái tôi đi một chút và sống dung hòa, thì đặt lợi ích của tập gia đình lên trên hết và có sự san sẻ. Tại vì nếu mà bản thân mình sống đôi khi mình cũng không phù hợp hết với mọi người, mình phải bớt cái tôi đi một chút thì để giang hòa lợi ích thì cuộc sống gia đình nó mới ổn thỏa được. Quan điểm của mình thì đối với bố mẹ thì mình rất là thích bố mẹ ở với mình. Có thể bố mẹ vợ hoặc bố mẹ của ruột của mình ở mình và ở cùng chung thì mình rất là vui. Mình rất là thích nhà gia đình có bố mẹ, của người lớn, có trẻ nhỏ, nó vui hơn. Mai nghĩ là mình đi làm rồi, ở nhà thì có ba mẹ phụ rất là tốt. Và cuộc sống thì ví dụ như khi về thì đoàn tụ mà ăn cơm chung thì cũng rất là vui. Thì thôi để Mai cũng hỏi lại anh Hiếu một chút. Tức là mình đã từng làm thủy thủ đi biển. Thì những cái trải nghiệm nào theo anh thích? Những cái ký ức nào có ai với anh là khi anh đi biển anh thích nhất? Có những ký ức đi biển ví dụ như đối mặt với sóng gió ở trên biển khơi thì rất là sợ nhưng mà rất là thích. Mai thì Mai không có biết bơi, mặc dù là sống ở vùng biển nhưng mà Mai cũng rất thích đi biển và cũng rất là thích ngắm biển hoặc là đi du lịch. Và cũng đặc biệt là nếu mà có dịp thì mình có một chiếc du thuyền, mình sẽ đi đồng quanh đâu đó cũng rất là vui. Tặng quà gì vậy bạn? Bạn Nam mời có quà đó coi. Wow. Đó là bên ngành nghề của mình luôn ạ. Dạ. Ủa sao biết mà hay vậy? Ủa mà tại sao bạn lại tặng chiếc thuyền đi biển cho người tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay? Em chúc là anh những cái khát vọng cũng như là những cái hoài bão của anh luôn được thành công. Cũng giống như những chiếc thuyền nó luôn cùng với những cánh buồm luôn vươn xa và chinh phục biển cả. Bạn cảm nhận như thế nào về món quà của bạn gái? Em không ngờ có sự trùng hợp mà đến như vậy ạ. Hình như có một chút gì đó nhân duyên ở đây rồi đúng không? Mình hy vọng thời gian sắp tới chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn nữa. Về ngoại hình ấy, bạn thì hơn mình mong muốn. Tức là xấu hơn mong muốn hay đẹp hơn mong muốn? Đẹp hơn mong muốn ạ. Đẹp hơn mong muốn. Có ai xấu mà mong muốn đâu trời. Thì nói hơn mình mong muốn nhưng mà rất tưởng tượng chắc xấu lắm. Đúng rồi, bạn gái hồi đúng đó chứ. Nhiều khi tưởng tượng biết bạn nói xấu cái nào ta. Gặp mở ra trời ơi, xấu hơn mong muốn. Cảm nhận của bạn nữ về bạn nam? Thấy ổn chị. Ổn là ổn sao, cụ thể? Ngoại hình ổn và tính cách cũng điềm đạm. Như vậy là được. Bạn nữ có nhìn kỹ của má lúng đồng tiền rất là đẹp, dễ thương ạ. Cảm ơn anh. Giống chị Cát Tường. Ủa mấy chị Cát Tường đẹp lắm hả? Dạ chị Cát Tường rất là dễ thương ạ. Mình hy vọng thời gian còn dài và chúng ta hãy tạo điều kiện cho bạn và cũng chính là tạo điều kiện cho mình để mà tiếp tục tìm hiểu tiếp theo. Cảm ơn anh. Rồi, hết giờ. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định bấm nút hay không bấm nút. Mời bạn để tay vào nút bấm. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
có chở ta về kịp tối nay. Ba. Gì vậy? Hai. Một. Hết thời gian. Mời bạn. Phiền đi. Ủa là sao? Sao mà ta mới đếm có ba cái là... Đầu mới bấm quá. Có hai à. Nôn quá hả bạn? Không phải, tại em tưởng ba là hết. Anh cũng chơi ngược nữa, người ta 1, 2, 3, anh chơi cái 3. Ờ, đó, em không biết. Mình nắm tay nhau cảm nhận cái đi. Hôn nhau được không? Dạ, để khi khác vậy. Hai người đồng thanh trả lời luôn vậy. Cảm nhận như thế nào? Dạ, bằng nữ rất là mát, tay mát đấy. Làm như máy lạnh vậy mát. Đó giờ tôi nghe một là nóng, hai là lạnh. Cái tay, tay mát. Tay như máy lạnh vậy đó. Này, cái này mới máy lạnh nè, nghe mát lắm. Sao mát Y5. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Cảm ơn chị. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả. Dạ em tên là Quản Thị Loan ạ. Hả? Quản Thị Loan. Làm công việc gì? Em làm kế toán. Kế toán. Mời bạn trai. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và các bạn. Mời bạn ngồi. Fan đi theo đông dữ. Nay bộ cả nhà đi đông lắm sao? Em tên là Huỳnh Văn Quý, 25 tuổi, hiện là chuyên viên tài chính. Một bên là kế toán, bên chuyên viên tài chính, có hợp lý nhau rồi đó. Quê đâu? Dạ quê ở Tiền Giang. Làm ở đâu? Dạ làm ở đây. Ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. Bây giờ lấy vợ về quê hay là ở đây? Dạ ở đây. Đẹp trai vậy ha, chắc nhiều người yêu lắm hả? Ế giờ. Không có ế đâu. Cũng có nhiều mối tình lắm nè, khai thiệt đi. À em có hai mối tình à. Thấy chưa? Mối đầu tiên là mấy năm? Dạ mối đầu tiên là một năm mấy. Mối thứ hai? Dạ gần năm. Rồi mối thứ ba? Dạ chưa có. Nếu có? Nó có là chắc trọn đời. À nhất quá tao nữa. Loan có sở trường gì? Hòa đồng tốt bụng, mê trai đẹp, yêu thích nấu ăn. Sở trường hiền lành tốt bụng? Không không, sở trường mê trai đẹp. Em thích trai đẹp là tim em đứng rồi. Đang làm việc cái gì thấy trai đẹp vào là công ty rầm rộ gọi tên em thôi chứ không cần kiếm ai. Sở trường em giống chị Cát Tường á. Thấy trai đẹp là công ty gọi tên em? Dạ. Ở đó giờ cua được ai không? Cua thì cua thôi, nhưng mà mình không có cảm tình chị. Thì mình làm sao mình dành tình cảm cho họ được? À đẹp đẹp coi cho vui mắt vậy thôi đúng không? Rồi. Ba đuổi đó mà có gì đâu mà mê gì trời. Có gì đâu. Nhưng mà thật sự mối tình thì có được bao nhiêu mối tình rồi? À, từ năm 19 đến năm 22 thì em 5 mối tình. 5 mối tình? Mấy mối? 5. Trời. Mối đầu tiên mấy tuổi? 19 tuổi anh. 19 tuổi biết yêu rồi? Dạ. Rồi cái mối mà thứ năm đó là hồi nào? Năm 22 tuổi, chia tay 3 năm rồi anh. Ủa chị kỳ vậy? Từ 22 quen nhau có chút rồi hả? Dạ, quen nhau 2 tháng rồi. Có mối tình nào sâu sắc, có kéo dài dài không? Mối đầu tiên luôn. Mối đầu tiên, bao lâu? 6 tháng. Rồi định mối này mấy tháng? Chắc là nếu mà quen cảm thấy hợp thì tiến tới hôn nhân luôn đấy. Chứ đừng quen có 2-3 tháng bỏ người ta vào tội nghiệp nha. Đâu có. Đàn ông tội lắm, bỏ đàn ông tội nghiệp lắm. Kêu mấy tháng không à. Mấy tháng không à. Tính bằng tháng không tính bằng năm. Cái khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em hả? Sợ ma, sợ rắn, sợ chết. Và có một chút máu khùng khùng trong người đó chị. Có một chút máu khùng khùng trong người bên kia nghe không? Máu khùng là khùng sao? À, khi em buồn á, em thích cắn nè, nhéo nè, đá người tôi khác. Thôi thôi, ghê vậy. Cắn. Cắn nhéo được rồi, phụ nữ mà đá là đá làm sao nữa? Thì chưa đủ cơn tức giận thì mình đá họ thôi. Hồi đó giờ đá nhiều người chưa? Nhiều lắm rồi. Đá 5 thằng rồi đó. Đâu có. Hồi đó giờ có bị ai nhắc nhéo đá chưa? Dạ chưa. Cái này bị nè. Mẫu người bạn trai lý tưởng của bạn là người như thế nào? Thứ nhất là tuổi tác. Sinh năm 84, 86, 87, 90. Gì tùm lum vậy, có coi tuổi nữa hả? Có chị. Điều nào không thích ở người bạn trai? Gia trưởng không tôn trọng bạn gái, không quan tâm chăm sóc gia đình. Vậy thôi, cũng đơn giản quá ha. Được. Nè nè nè. Chơi gì? Trời ơi, đẹp trai quá. Dễ thương quá. 25 tuổi hả? Dạ. Sao giống 20 vậy? Cũng mấy lần bị trục xuất rồi đó. Nè nè. Dạ. Có cái chiêu nào trị lại mấy cái chiêu cắn nhéo đá không? Dạ, nhốt phòng đóng cửa lại. Ủa? Trời ơi, còn chết nữa. Vô phòng đóng là còn chết nữa. Không, nhốt nhỏ kia mình hà. Nhốt mình hả? Dạ. Nhốt mình bỏ chạy nhớ tắt đèn nhốt hai đứa.
thích mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, người bạn gái của em á là em ưu tiên hàng đầu là vấn đề về gia đình. Có một người bạn gái lo gia đình á thì sẽ về vấn đề mẹ chồng nàng dâu tốt hơn. Cái thứ hai nữa là về bạn gái phải có chút xíu về khiếu về kinh tế. Và thứ ba là bạn gái phải vui vẻ, dễ giao tiếp chứ không có khó gần hoặc khó giao tiếp. Bên đây thì vui vẻ lắm luôn, vui quá luôn, quá vui luôn. Khùng khùng chút được không? Đó, đây có tính bớt hơi khùng lên. Hơi khùng á. Em thích dịu dàng hơn. À, hả? Dạ. Điểm nào không thích ở người phụ nữ? Dạ, điểm không thích thứ nhất đó là các tệ nạn. Vì cái thứ hai nữa là người bạn gái đó phải có đặt đồng tin vào người bạn trai mình. Tại vì có nhiều bạn gái ghen tuông quá hoặc là đặt đồng tin không cao vô bạn trai á thì cái chuyện đã tan vỡ tình cảm rất là cao. Rồi để chị nghiên cứu bên đây thấy hình như chưa ổn lắm. Nè, làm dâu được không? Làm dâu chuyện nhỏ thôi chị. Hôm nay em đi có ai theo ủng hộ không? Dạ, em đi có chị gái sinh đôi với các bạn và đồng nghiệp công ty em ạ. Chị gái sinh đôi? Chị gái sinh đôi. Ủa sao hơi khác nhau vậy? Sinh đôi mà đâu có giống gì nhau đâu trời. Chào chào em. Em chào chị, em chào anh Quỳnh Linh. Chị gái sinh đôi sao có cái ấy rồi mà em gái chưa có? Thấy bạn trai bên đó như thế nào? Nhìn được, hình lành, chững chạc. Em gái em thì sôi nổi, anh này chững chạc vậy phù hợp. Ủa mà chị nó nghe là em giận chồng em có đá không? Em với chồng em thì sống hạnh phúc lắm, vì vậy không có chuyện đá. Sao hai chị em sinh đôi mà không cô em không giống cô chị vậy? Sao mà bạo lực vậy? Tại sinh đôi chắc khác trứng đó chị. Cô trứng thì giống. Dù này khác trứng chắc rồi. Rồi cảm ơn em. Bây giờ chưa thấy mặt nhưng mà em nhìn chị sinh đôi ở dưới. Rồi nãy giờ nghe bên đây nói chuyện em hình dung bạn gái bên này như thế nào? Em đoán thử coi được bao nhiêu phần trăm cái tiêu chuẩn của em. Y chang vậy đó. Về tiêu chuẩn ngoại hình á thì do bạn này có cái bụng rồi nên không có đoán được. Rồi về bề ngoài thì em thấy là khá đẹp chị. Tính cách á thì bạn thật sự là lanh hơn, sôi nổi hơn em, thì đó cũng là một cái ưu điểm lấp đi khuyết điểm của em. Chị cảm thấy người bên cạnh của em có hợp với em không chị? Chị thấy ngoại hình là cỡ 90% hợp với người trong mỏng của em á. Còn nội hình là đẹp thì trai sao? Nội hình thì không biết anh. Phải để cho em nó khám phá. Đoán nội hình rồi. Ủa mà em người trong mộng của bạn em là sao? Đẹp trai, đeo mắt kính chị. Rồi chúng ta kéo mặt. Cho hai bên nói chuyện với nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Cảm ơn. Lần đầu tiên gặp mình bạn cảm nhận thấy thế nào? Sau mỗi ngày, rất là nhiều ngày chờ đợi cũng không có thất vọng. Mình có một câu hỏi muốn hỏi bạn. Nếu một trường hợp mà mẹ chồng và nàng dâu hai người cùng vớt xuống sông đều không biết bơi thì bạn sẽ cứu ai? Thì trước tìm cứu mẹ trước. Rồi, cái này mình duyệt. Mình sẽ cùng với bạn kia đi theo con dòng sông. Rồi. Cứu mẹ thì cơ hội kia không còn để cứu bạn đâu. Không, nhưng mà mình luôn ủng hộ bạn sẽ cứu mẹ chứ. Không, mà cứu mẹ xong là được rồi, còn sao nữa? Nghĩ theo bạn gái luôn chị. Chi vậy? Chứ giờ cứu mẹ rồi ở lại sống một mình chị. Cứu mẹ xong bỏ mẹ câu sống này mình. Dở lắm rồi. Cái câu trả lời là gì? Cứu mẹ xong rồi nhảy theo người yêu chết với người yêu luôn á. Chi vậy trời? Câu này là sách vở. Mà tôi á là tôi trả lời là cứu mẹ rồi cứu vợ lượt luôn. Cứu được không anh? Được. Tôi á là tôi trả lời á, tôi cứu ai gần tôi nhất. Đúng không quý vị? Vỗ tay. Không lẽ mình đang đứng đây mẹ mang tốt đó, vợ đứng đây đạp vợ ra qua đây cứu mẹ. Không lẽ vậy? Phải không? Không, cái này tôi bảo vệ quan điểm của bạn trai là cứu mẹ trước. Cho dù mẹ xa gì đó, ưu tiên mẹ trước. Đúng không? Nhưng mẹ mình già yếu rồi. Vậy cứu mẹ trước. Cảm ơn bạn. Bạn đó. Được hay. Theo bạn thì trong chuyện tình cảm và niềm tin thì bạn đặt cái nào lên hàng đầu? Niềm tin. Cùng ý kiến của mình. Bạn có biết sắp xếp thời gian giữa công việc và gia đình? Đang trong thời gian này mình sẽ sắp xếp 3 thứ lại: công việc, gia đình và tình cảm. Tại vì đến giai đoạn này là giai đoạn cũng bắt đầu bước vào tình cảm. Định hướng của mình là trước năm 29 tuổi mình có gia đình. Thì không biết là bạn có định hướng là sớm hơn hay là như thế nào không? Mình thì quen từ cỡ một năm. Một năm là mình có thể kết hôn. Đúng rồi, phải năm trở lên chứ mấy tháng là không được đâu á. Thì bạn rất có nhiều về tình trường. Tới năm mối tình trải qua là những tình trường đó bạn đến và kết thúc á, vì sự cố hay là vì vấn đề về gia đình? Tại vì mình rất ngại về vấn đề là chia tay về gia đình. Không, mình năm mối tình đó thì mình kết thúc là do cái niềm tin của mình không còn đối với người kia. Nó nghe là xí xí. Không lẽ giờ hai bạn yêu nhau mà cứ bạn bạn mình hoài. Bạn bạn tối nay đi ăn cà rem không bạn?
Anh sinh năm 90. Đó, thấy chưa? 91. Dạ, em sinh năm 91. Đó, thấy chưa? Bạn bạn cho mình hung cái đi bạn. Cho mình hỏi bạn có khiếu về kinh tế không, kinh doanh không? Ờ, mình rất thích kinh doanh. Sau này mình có thể đó mà kinh tế mình vẫn thì mình có thể mở một cái cửa hàng sữa để buôn bán. Mình đang cần một người để quản lý cái cửa hàng của mình. Ờ, vậy à. Cửa hàng gì? Cửa hàng gì? Cửa hàng gì vậy? À, mình cửa hàng về gạo. Ờ, gạo hả? Kệ gạo, sữa, đường, nước cũng được. Mình hãy tỏ tình với nhau một câu. Mình rất thích cái đồng tiền của bạn. Vậy hả? Vậy thì sau cuộc này mình hẹn hò là bạn sẽ có cái đồng tiền rồi. Hết thời gian. Anh nghĩ rằng cô gái rất là vui, nói khùng khùng, trong ngoặc kép thôi, nhưng rất là thông minh đấy. Suy nghĩ thật kỹ, xem mình có bấm nút hay không nha. Một. Hai. Đẹp trai, đẹp gái. Ba. Chúc mừng hai bạn nha. Và một món quà đầu tiên dành gửi tặng hai bạn đó là cặp loa Soundmark i5. À, nghe nhạc về tình yêu các bạn nha. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media.